Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review quyển sách Hai số phận của Jeffrey Archer. Cuốn sách này được viết vào năm 1979. Và tác giả Jeffrey Archer là một người Anh, từng là một chính trị gia người Anh và cũng là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng. Và đặc biệt nhất chính là cuốn sách Hai số phận này là tên tiếng Anh nó Cain and Abel, và đây là cuốn đầu tiên trong một series 3 cuốn sách của tác giả. Cuốn thứ hai là The Prodigal Daughter vào năm 1982 này. Cuốn thứ ba là Shall We Tell the President vào năm 1977. Chúng ta có thể chỉ cần đọc Hai số phận là đủ, không cần thiết phải đọc những quyển còn lại. Và mặc dù mình cũng chưa đọc hai quyển còn lại, cho nên mình cũng không thể phán xét được là hai quyển còn lại nó có hay hay không. Thế nhưng mà một câu chuyện Hai số phận, trong Hai số phận nó đã rất là hoàn chỉnh, nó có đầu có cuối rất là rõ ràng rồi. Và đến cái quyển thứ hai là liên quan đến nhân vật khác, cũng có sự ở trong chuyện này nhưng mà nó lại như con nhân vật khác rồi, cho nên là các bạn thì đọc độc lập được mà không cần thiết phải đọc tất cả các quyển sách trong một series này. Với hai số phận này nói về hai nhân vật chính, đó là Cain và Abel. Đây chính là tên thật trong chuyện là William Cain, con một nhà tài chính, một nhà ngân hàng rất là giàu có, rất là giỏi, có cái dòng dõi là cái ngân hàng đấy, ngân hàng Cain là ngân hàng mà truyền theo dòng họ rồi. Và nhân vật thứ hai chúng ta là Abel, là một người Ba Lan. Abel tên đấy là tên Mỹ thôi, còn tên gốc, tên chính thức, tên gốc ấy của Abel là Vladek Koskiewicz. Tên Ba Lan mình không đọc được. Câu chuyện này thì nó kéo dài cả một thời gian rất là lâu ấy, nó là từ năm 1906 đến năm 1963, tức là gần hơn 60 năm. Câu chuyện trải dài từ khi mà hai nhân vật này được sinh ra cho đến khi họ chết đi về già. Tại sao câu chuyện nói về hai nhân vật này? Mặc dù họ không hề có một điểm chung gì ngoại trừ một điểm chung duy nhất, đó là Cain và Abel, William Cain và Vladek Koskiewicz sinh vào cùng một ngày. Đó là điểm chung duy nhất, họ sinh cùng một ngày, họ cùng tuổi nhau. Và câu chuyện nó là dễ thành hai hướng, hai cái cuộc đời của mỗi nhân vật của chúng ta. Câu chuyện Cain và Abel là lấy cái cảm hứng từ cái chuyện trong Kinh Thánh, từ một cái điển tích trong Kinh Thánh nói về hai anh em Cain và Abel. Cái điển tích về Cain và Abel đó là việc anh em giết nhau, và Cain là được gọi là gì nhỉ? Kẻ sát nhân đầu tiên trong lịch sử con người. Mình sẽ nói qua về cái nội dung cuốn sách Hai số phận này, nó là nói về cuộc đời của hai nhân vật Abel với cả Cain thôi. Và hai cái nhân vật này mặc dù họ không có điểm chung là một rồi nhá, ngoại trừ việc là cùng ngày sinh này, nhưng mà họ có những cái xung đột, nhưng cái xung đột của họ rất là đặc biệt. Suốt cả 60 năm cuộc đời thì hai nhân vật này chúng ta gặp nhau duy nhất 4 lần. Mình đếm được, mình đọc được thì mình nhớ là sẽ có 4 lần họ gặp nhau. Trong đó có một lần duy nhất là cái lần mà sẽ tạo ra xung đột chính giữa hai nhân vật này, và nó là cái quá trình trả thù, đấu tranh, tranh đấu lẫn nhau trong suốt cả cuộc đời hai nhân vật. Và nó đưa đến cái cao trào cuối cùng là cái cuộc đấu tranh dữ dội chính thức giữa Cain và Abel. Thì cái chuyện này nó có những cái yếu tố mà theo như mình đọc được ở một số những cái phân tích khác ấy, thì họ còn nói rằng là tác giả Jeffrey Archer trong tất cả các tác phẩm của tác giả này thì đều có những cái điểm chung. Thứ nhất là lấy cái bối cảnh của lịch sử này và đưa vào rất là nhiều những cái sự kiện lịch sử, nó ảnh hưởng thế nào đến tới các cái nhân vật trong truyện. Và thứ hai thì đó là lấy ở cái thế giới của tài chính, của ngân hàng, khách sạn. Và cái thứ ba đó là sự trả thù. Trong cuốn sách này là có hội tụ đầy đủ đúng ba cái yếu tố đó. Có rất là nhiều người là không thích đọc cuốn sách này bởi vì nó có quá nhiều yếu tố về tài chính, về ngân hàng, về khách sạn. Và thường là recommend cho những ai thích, ai học cái ngành đấy, mà thích thú tìm hiểu về cái ngành đó thì có thể sẽ rất thích cái quyển Hai số phận này. Với mình thì mình không thích ngành tài chính, ngân hàng, khách sạn. Mình không thích
tiền bạc à, không, mình thích tiền, nhưng mà ý mình là mình không thích tìm hiểu theo kiểu cụ thể và cái bản chất của tiền bạc hay gì và cách nó hoạt động thế nào trong cái thế môi trường, cái thế giới chứng khoán rồi tài chính như thế đâu. Mặc dù trong cuốn này nó là đề cập, nó là cái bối cảnh chỉ là cái thế giới đó, thế nhưng mà cái việc chúng ta cần phải có thông tin chi tiết về nó, phải có cái kiến thức cơ bản về nó thì cũng không cần thiết này. Và cái thứ hai là đọc ở trong này thì mình có thể skip cái phần đấy được ấy, skip theo cái cách là các bạn không cần phải đọc kỹ từng chi tiết một là việc đấy nó diễn ra như thế nào, mà chúng ta chỉ cần hiểu sơ qua về cái sự kiện chung của việc đó thôi. Ví dụ như ở trong này có rất nhiều cái cuộc thao túng này, những cái sự lừa đảo về mặt tài chính tiền bạc ấy, thì chúng ta chỉ cần hiểu là ai lừa ai và ai đang lập mưu chống lại ai thế thôi, nó cũng không cần phải cụ thể là có bao nhiêu cổ phần, bao nhiêu phần trăm chứng khoán người này người nọ, chúng ta chỉ cần hiểu rõ là người nào đang làm cái việc gì để biết được về những cái sự tương tác giữa các nhân vật ở trong chuyện, để hiểu ra, để hiểu về cái diễn biến tiếp theo của câu chuyện có thể là gì được ấy. Đấy là cái về mặt bối cảnh tài chính ngân hàng mà mình mới nói đến, là mình skip tới lại đấy thôi, mình chỉ là tóm gọn lại để cuối cùng chốt lại hiểu được là ai là người ảnh hưởng lên ai thông qua cái con đường tài chính đó mà thôi. Thế về cái bối cảnh lịch sử ấy, thì rõ ràng là một câu chuyện trải dài từ tận năm 1906 cho đến năm 1963 ấy, thì đương nhiên 60 năm nó có rất nhiều chuyện, những cái biến động xảy ra. Ví dụ như ở trong chuyện này thì tác giả còn nói về cái cuộc đại suy thoái này, là cái thời kỳ mà rất là nhiều cái ngân hàng, những cái doanh nghiệp nó bị phá sản đấy, và rất nhiều người tự tử này, và chính vì có một cái sự vụ đó mà dẫn đến cái mâu thuẫn chính giữa Cain và Abel. Với ngoài ra thì chúng ta còn có những cái những sự kiện như là tàu Titanic chìm này, rồi chiến tranh thế giới lần thứ hai nữa này, mà nó ảnh hưởng thế nào đến kinh tế của nước Mỹ, bởi vì bối cảnh ở đây chính nhất thì đó là nước Mỹ. Cuốn sách này được chia làm 6 phần tất cả. Phần đầu tiên là diễn ra từ năm 1906 đến năm 1923, đó là khi Cain và Abel được sinh ra. Mà chúng ta biết theo dõi về cái cuộc sống rất là trái ngược giữa hai nhân vật này. William Cain là con thừa kế của một chủ tịch ngân hàng này, rất là giàu có, sống sung sướng từ bé luôn, và lại được đào tạo, được dạy dỗ từ bé là sẽ thừa kế cái ngân hàng của bố mình đấy, và vì vậy mà William Cain cũng rất là giỏi về tính toán, về ngân hàng. Nhưng trái ngược lại với William Cain thì đó là Abel. Thì lúc này Abel chưa phải tên Abel mà là tên là Wladek ấy, thế thôi mình cứ gọi là Abel cho nó dễ đọc. Thì Abel là một người Ba Lan nhưng mà sinh sống trong một cái cảnh rất nghèo khó, và Abel thực ra lại là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được tìm một cái gia đình thợ săn, họ tìm thấy, một gia đình nông dân tìm thấy và được nhận nuôi về. Abel trải qua rất là nhiều những cái đau đớn, những cái khổ đau khác, bởi vì nước Ba Lan này lại bị xâm chiếm bởi quân Đức. Thì như đây là chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Rồi, trong bối cảnh của phần 1 này nó chính là chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Và Abel trải qua cái cuộc sống tù đày gần như là thế, rồi tha hương. Cậu bé này đã phải di chuyển Ba Lan này, rồi Nga này, rồi Thổ Nhĩ Kỳ này, và cuối cùng là mới có thể đến được Mỹ và lấy một cái tên mới, tên là Abel Romanowski. Và trong cái thời gian 1906, 1923 này thì cũng có một số những sự kiện xảy ra trong cuộc đời William mà dẫn đến việc là William rời xa gia đình hơn. Phần 2 là từ năm 1923 đến năm 1928. Thì chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về cái cuộc sống học đường của William ở Harvard, và đặc biệt hơn là có một cái trường đoạn nó liên quan đến tranh luận, đội tranh luận ở trường của ở Harvard của William, nói về luật liệt rồi về cuộc sở, cái chế độ tư bản nó như thế nào, thì có lẽ nó cũng sẽ liên quan phần nhiều đến cái vấn đề về sau câu chuyện. Cuộc tranh luận này nó cũng là để tác giả giới thiệu luôn cho ta cái nhân vật mà về sau giúp ích rất là nhiều cho William. Thế nhưng còn về cái nội dung của tranh luận thì thực ra là mình cũng skip hết vì mình cũng không quan tâm lắm, mình đọc cũng hơi chán ấy. Tiếp theo thì cũng làm cái sự biến đổi cho cuộc sống của Abel. Thì như mình nói ở phần 1 thì Abel là sống tha hương, và cho đến ngày mà anh ấy đến Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới, thì đến phần 2 này thì là Abel bắt đầu cái cuộc sống mới đó. Dĩ nhiên là vẫn rất là nghèo khổ thôi, nhưng mà dần dần dùng cái sự kiên trì và cái sự chăm chỉ và cái khả năng quan sát rất là nhạy bén của Abel ấy, khiến cho Abel được để ý và được trọng dụng ở
một khách sạn khác, và từ đấy là anh sẽ bắt đầu đi lên ý. Và William thì ở trong phần 2 này cũng sẽ tốt nghiệp đại học và được mời về làm việc ở ngân hàng của bố mình. Chuyển sang phần 3 là từ năm 1928 đến 1932. Và thời gian này thì hai nhân vật của chúng ta, William và Abel, thì đều có cái sự thay đổi về đời sống tình cảm. William thì bắt đầu gặp được người yêu của mình rồi, và Abel cũng cưới vợ ở trong phần này luôn. Đây chính là cái thời gian của đại suy thoái, và là khi mà tất cả các cái doanh nghiệp họ bắt đầu tuyên bố phá sản. Nếu không khôn ngoan ý thì đấy, cái khả năng phá sản sẽ là cao, và vì vậy khả năng tự tử cũng sẽ cao hơn nữa. Và chính vì cái cuộc đại suy thoái này, nó đã dẫn đến cái cuộc gặp đầu tiên. À không, cuộc gặp thứ hai chứ, mình quên mất không đề cập đến ở phần 2. Là trong cái phần 2, từ năm 1923-1928 thì William và Abel đã có gặp nhau một lần, nhưng họ không tương tác gì với nhau cả. Họ chỉ đơn thuần là gặp, nhìn thấy nhau thôi, và cũng không để ý gì, không ai để ý đến người kia đâu. Đến phần 2 này thì hai người đấy mới bắt đầu, đúng là có cái cuộc gặp đầu tiên, à gặp chính thức đầu tiên, nhưng mà thực ra là đã gặp lần thứ hai rồi. Và đây là cái lần đầu tiên họ tương tác với nhau, họ nói chuyện với nhau, và họ đứng ở cái vị thế là hai người ngang bằng với nhau đấy. William và David và Abel là đại diện cho ông chủ khách sạn của mình, và William là thuộc cái ngân hàng mà hỗ trợ cho cái khách sạn của mà Abel đang làm việc. Và như mình vừa nói thì đây là cuộc đại suy thoái, cho nên là cái khách sạn của mà Abraham về nó cũng gặp khó khăn, và vì vậy mà dẫn đến cái cuộc gặp với cả William ở ngân hàng. Và vì đây chính là cái thời gian mà một người rất là quan trọng của Abel đã chết, đã tự tử vì cái sự khó khăn trong đại suy thoái này. Từ đó thì chúng ta bắt đầu có cái mối thù hẳn giữa Abel và William. Mà thực ra thì mình thấy Abel không hiểu tại sao lại có sự thù hằn như vậy với cả William ấy, nó hơi vô lý. Và William cũng không có thù hằn gì với Abel, chỉ là Abel cứ nuôi cái mối thù đó cho đến tận tiếp tức ở các phần sau. Cuối năm 1993, ở cuối cái phần này nữa thì cũng có một sự kiện xảy ra với William khiến cho William rất là chán nản. Đến phần thứ 5, đó là từ năm 1932 đến năm 1941 thì William cưới người yêu của mình. Một người bạn của William thì cũng rất tiếc là qua đời. Abel bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình trong khách sạn và đi lên làm quen với tất cả các chính khách để tạo các mối quan hệ. Phần thứ 5 là từ năm 1941 đến năm 1952 thì đây là thời kỳ mà một sự kiện nữa ở thế giới xảy ra, đó là chiến tranh thế giới lần thứ 2. Vậy chúng ta đã có chiến tranh thế giới thứ nhất rồi nhá, rồi đã suy thoái, và đây là cuộc chiến tranh thế giới 2. À đấy, lại quên mất, ở phần 1 còn có sự kiện Titanic chìm nữa. Đến chiến tranh thế giới thứ 2 này thì sẽ có cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa William và Ken. Đây là cuộc gặp lần thứ 3, nhưng cũng lại làm sự rất vô tình, và họ thậm chí cũng không hề nhận ra là họ biết nhau. Sau khi cuộc chiến tranh này xảy ra ấy, thì Abel phát triển hơn nữa, do là cái kinh tế trở nên bùng nổ sau khi chiến tranh kết thúc. Và tại Mỹ thì đó là một cơ hội mới, và Abel đã tận dụng được cái cơ hội đó để phát triển cho cái doanh nghiệp kinh doanh của mình, khách sạn. Ngoài ra thì Abel cũng đấu tranh cho những người nhập cư Ba Lan với một chính khách tên là Joseph McCarthy. Và các bạn biết là sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai này thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái thời kỳ như gọi là chiến tranh lạnh ấy. Và chiến tranh lạnh này thì nó liên quan tới cộng sản và chế độ tư bản, đúng không? Thì ở Mỹ là chưa ra bắt những người mà theo cộng sản, và thậm chí cả những người không phải là cộng sản thì cũng sẽ vẫn bị bắt. Ba Lan có sự liên quan đến Nga, hay là những người Ba Lan ở trong chuyện này, theo như Abel nói, đã bị Mỹ cho đuổi về. Những người hồi nhập cư của Ba Lan vào Mỹ là bị đuổi về hết, đuổi về nước. Và chính khách Joseph McCarthy này là một trong những người ông chính trị gia đã vận động với việc là chống lại cộng sản đấy. Chúng ta chuyển sang đến cái thời kỳ cuối cùng, cái phần cuối cùng là năm 1952 đến 1963. Lúc này thì hai người đàn ông chúng ta, Ken và Abel, lúc này họ đều đã có gia đình và đều có con cái hết rồi nhá. Abel thì có một cô con gái tên là Florentina, người sẽ là nhân vật chính ở trong quyển thứ 2, tập thứ 2 trong cái series game Abel. William thì có hình như là 3 đứa con, một đứa con trai tên là Richard và hai đứa con gái nữa. Thì hai đứa con gái cũng không quan trọng lắm đâu. Thì chúng ta chỉ cần để ý tới William với cả tới Richard với cả Florentina, bởi vì là lại có một cái sự liên quan tới hai nhân vật này ở trong phần
cuối cùng này, và nó lại tạo ra một cái ảnh hưởng rất là lớn tới những cái quyết định của William và Abel. Và tất cả đấy, nó tạo những cái mâu thuẫn đó, nó đưa lên đến cao trào và dẫn đến chúng ta cái cuộc đối mặt quyết liệt dữ dội giữa hai nhân vật này, và để chúng ta biết được là ai có thể thắng và ai thua. Đương nhiên là chúng ta đều biết hai người này đều sẽ chết về, gọi là về già, gọi là cũng đủ cả một cuộc sống của họ đấy. Thế nhưng mà cái quan trọng là cái cuộc đấu, cái chiến tranh, cái cuộc chiến giữa hai nhân vật này nó như thế nào. Mâu thuẫn đó giữa Abel và William trong cả chuyện thì nó cũng không rõ ràng đâu. Ngoài cái việc là ở cái phần thứ 3, cái cuộc đại suy thoái, lần thứ đây thì ở đây Cain và Abel đã gặp nhau để nói về cái chuyện phá sản ngân hàng vân vân ấy. Thì từ đấy Abel mới bắt đầu có cái sự thù hằn đó. William thì không nhìn nhận ra điều đấy này, không hề nghĩ ra là Abel có thể nuôi một mối thù với mình. Thế rồi đến các phần sau thì chúng ta chỉ thấy được cái việc là Abel theo dõi về cái hoạt động của William, William cũng theo dõi hoạt động của Abel, nhưng mà Abel theo dõi là để có thể trả thù, để có thể hạ bệ William. Trong khi đó William thì thực ra theo dõi Abel là vì một mục đích khác, mà đến cuối chuyện chúng ta sẽ biết được lý do tại sao. Cái người ta cũng gọi là một cái twist cuối cùng của chuyện, đó là khi nhận ra được mối quan hệ thực sự giữa William và Abel là như thế nào ấy, thì mình cũng đã đoán được ngay từ chính cái ngay từ chỉ cái phần này, phần 2 đấy thôi, phần 3 đấy, nó rất là dễ đoán ấy. Mình không biết thì đấy cũng có thể gọi là twist, nhưng mà cái quan trọng là kiểu đây là những cái motif nó khá là quen thuộc, nên là chúng ta có thể đoán được người nào với người nào và mối quan hệ thực sự của họ là gì. Từ phần 4, 5, 6 trở đi là đã ra là nó là sự thù hằn giữa Abel và William, nhưng thực tế thì cái sự thù hằn đó nó không rõ ràng này, và hai người đấy thực ra không hề có tương tác gì với nhau ngoài những cái cuộc gặp mà mình đã kể với các bạn, đã nói với các bạn, và họ chỉ cũng nói mồm thôi, theo kiểu là rất là mong muốn là phải hạ bệ người kia ấy, đặc biệt là từ phía Abel, và họ cứ theo dõi nhau như thế, nhưng mà cũng không đến mức là làm gì quá đáng cả. Chỉ cho đến cái phần 6, phần cuối cùng, đó là khi một cuộc chiến của họ mới xảy ra dữ dội nhất. Đây là cuộc chiến trên thương trường, sử dụng tiền bạc, cổ phần, chứng khoán và sử dụng danh tiếng để có thể hạ bệ lẫn nhau, hủy diệt lẫn nhau, chứ không phải là chúng nó trả thù kiểu đánh nhau và giết nhau hay là âm mưu giết người gì đâu nhá. Bởi vì đây là bối cảnh ở đây, như mình đã nói rồi, nó trong thế giới của thương trường, của tài chính, của doanh nghiệp, ngân hàng, khách sạn. Vì vậy mà cái chiến đấu, những cái âm mưu của họ nó cũng phải là xảy ra trên cái nền thế giới đó, chứ nó lại không phải là cái gì bạo lực, nó không phải là những cái sự tính toán theo dạng giết người hay là bắt cóc hay tống tiền. Ở đây thì đó là những cái mưu mô ở cái việc chúng ta nắm giữ cổ phần, tiền bạc như thế nào, và cái cách chúng ta lợi tận dụng được cái tiềm năng tiền bạc tài chính đó. Còn về một số những cái nhân vật phụ thì cũng có những cái nhân vật mà đi theo cuộc đời của Abel và William suốt đến tận cuối cùng chuyện này. Chúng ta cũng có nói qua ở phần, đặc biệt là phần cuối cùng thì, hoặc là phần 5, phần cuối cùng ấy, là có William với cả có Richard với cả Florentina là con gái con trai của William với cả Abel ấy. Thì ví dụ như Richard này cũng được đào tạo, cũng được dạy dỗ về kiến thức về tài chính để có thể về sau trở thành đứa con thừa kế của ông bố. Trong đó Florentina thì cũng lại là một cô con gái vô cùng là thông minh, rất là giỏi giang và cần cù chịu khó giống hệt bố mình, và cô cũng còn rất là có tham vọng. Thế là hai cái người này thì quá là hoàn hảo rồi, họ có cái cuộc sống rất là lý tưởng ấy. Vì vậy mà chúng ta sẽ cảm thấy nó không được thực tế cho lắm. Với cái nhân vật William và Abel thì lại ngược lại nhá, họ thực ra rất thực tế. Cách tác giả xây dựng cái nhân vật, hai nhân vật này nó rất là rõ ràng, và mình cảm thấy có thể có cái sự đồng cảm rất là sâu sắc, đặc biệt là với Abel khi mà Abel đã trải qua được cái cuộc sống vô cùng là khó khăn, trở thành tù nhân, sống cảnh tù đầy, rồi phải tha hương, rồi đi hết ở các nơi này đến nọ trốn chạy, và cuối cùng mới đến nước Mỹ. Và cũng từ Mỹ mà ông ấy xây dựng cơ ngơi của mình, con số 0 chỉ là từ một cái chân phục vụ khách sạn mà thôi, thế mà ông ấy dần dần vươn lên và phát triển, đã trở thành một người mà có một cái đế chế khách sạn đồ sộ, đó là các cái khách sạn nam tước, và rồi có cô con gái để có thể kế thừa được khách sạn đó của mình. Thế còn Richard thì lại giống hệt William thôi, cũng lại là một con người đã có sẵn, thừa sẵn rồi, và giờ thì anh ta chỉ cần
học hỏi để kế thừa cái gia di sản đó mà thôi. Nó khác hẳn so với William, bởi vì William lại có cái tình huống ở ngay ở phần 1, đó là bị mất bố, và vậy mà anh ấy sẽ phải có sự chật vật ấy trong việc đấu tranh giữa những cái gì mà khiến bố khiến những cái mà anh ấy muốn này, và những cái mà anh ấy nghĩ rằng là bố sẽ rất tự hào này, và anh ấy rất là đau khổ khi mà không đạt được những cái mà mình mà có thể là bố mình tự hào. Chính cái chết của ông bố đã tác động rất là nhiều đến những cái tham vọng của William sau này. Mặc dù câu chuyện này thì hoàn toàn nó không có cái gì là thiên về tâm lý, không phải là một câu chuyện khai thác sâu về các nhân vật, mà lại hoàn toàn là một cái câu chuyện dựa theo tất cả các tình tiết của chuyện. Nó là một cốt truyện có rất nhiều hành động, có rất nhiều những cái xảy ra ở cái thế giới này. Đó là lý do vì sao mà mình đọc cũng cũng thấy khá là ổn ý, bởi vì là nó toàn là toàn các cái chi tiết chuyện xảy ra thôi, nó cũng không phải có quá nhiều những cái khai thác tâm lý. Mình cũng thích các chuyện khai thác tâm lý, nhưng mà không phải chuyện khai thác tâm lý nào mình cũng thích, nhưng mà cái cách mà tác giả lồng ghép ấy, cái sự phát triển về mặt tâm lý của hai nhân vật này là được kể thông qua chính những cái sự kiện xảy ra trong chuyện, và các sự kiện nó liên tục xảy ra. Chúng ta cảm giác không có cái sự ngừng nghỉ gì để mình có thể biết được là nhân vật này thay đổi suy nghĩ nào, nhân vật này có sự thay đổi gì, nhân vật này có lẽ muốn cái hướng phát triển tiếp theo là như thế nào đâu. Nó không rõ ràng như thế, nhưng mà cái thông qua cái cách mà các nhân vật quyết định ý, và họ làm các cái việc này, họ khiến cho những cái việc đấy xảy ra ấy, cũng là đủ để chúng ta hiểu được là cái tâm lý của họ nó đã được phát triển đến mức nào rồi, họ đã tiến hóa lên như thế nào rồi, đặc biệt là cho cái cách mà họ trưởng thành nữa ở trong cái thế giới rất là kinh khủng, cái thế giới của cái thương trường nó rất là đấu đá, rất là cắm xé lẫn nhau, mà chỉ cần một bước không may thôi là chúng ta có thể bị hủy hoại rồi. Nó là cái tiền bạc mà các bạn biết rồi đấy, tiền bạc, danh tiếng, quyền lực rất là quan trọng, và nó thể rất rõ ở trong chính quyển hai số phận này. Mình cũng không phải đến mức quá là thích cuốn sách này đâu, mình cho 3 sao, với mình nó cũng được, nó cũng là mức trung bình, nó cũng không phải đến mức là quá xuất sắc. Mình cũng không tính đến gì những cái twist ở trong chuyện này làm gì cả, bởi vì nó toàn những cái mà các bạn thể đoán được ấy, vì rất là quen thuộc rồi. Và nếu các bạn có thể là xem nhiều bộ phim về tranh đấu kiểu thì các bạn lại càng đoán ra được hơn. Cái mà mình cảm thấy cũng không phải là đến mức thích lắm thì có thể là bởi vì nó dài ấy. Nó kéo dài từ tận năm 1906 đến năm 1963 cả cuộc đời của hai nhân vật, và nó cũng không không phải có cái gì nó cũng hay cả. Khi các bạn biết cái kiểu cái kể mà từ đầu cho đến cuối cuộc đời của nhân vật ấy, nó không phải cái gì nó cũng thú vị, giống như là cái chuyện Ánh Sáng Vô Hình ý, nó cũng là một câu chuyện gần như là kể từ đầu đến cuối của nhân vật đó, và không phải cái nào nó cũng làm mình sững sờ muốn đọc đâu. Thế nên là có rất nhiều chi tiết, những cái câu những cái đoạn như thế là mình cũng bỏ đi thôi, nó cũng không không cần thiết phải đọc làm gì. Quan trọng thì đó chính là những cái sự phát triển giữa hai nhân vật này và cái mối thù hằn giữa hai nhân vật này đấu tranh thế nào với nhau thôi. Đọc cũng rất là dễ hiểu nếu các bạn không cần phải đọc quá sâu vào những tình tiết về tài chính con số má đâu, đọc qua thôi thì hoàn toàn là các bạn có thể đọc được cuốn sách này, nó không không phải là khó khăn gì cả. Và như mình nói đi, nó không không phải là câu chuyện nghiêng về tâm lý nhân vật, thế nên lại càng dễ đọc hơn. Nó chỉ là hành động, các hành động, các sự kiện liên tục xảy ra. Ở đây cũng có những cái đoạn mà William với cả Abel là tìm hiểu về phụ nữ nữa, tìm hiểu tình dục nữa, thì nó cũng là một cái rất là hay ý. Kiểu bởi vì mình là con gái, mình lại không phải con trai, nên là đọc qua cái này thì coi như chúng ta cũng biết được hơn là kiểu con trai khi mà khám phá về phụ nữ này, tình dục thì họ sẽ như thế nào. Và cái hay của nó lại chính là ở trong một nhân vật mà chúng ta được biết từ lúc họ còn bé cho đến lúc họ về già, nó lại có một cái nhìn khác hẳn, khác hơn về nhân vật này. Tuy nhiên là cuộc sống họ cũng khác nhau ở chỗ nữa, về cái cuộc hôn nhân của William với cả của Abel cũng khác nhau. Là William thực ra khá là yêu vợ, trong khi Abel thì lại hơi có cái sự lạnh nhạt với vợ, và chỉ là đơn giản cưới vợ về để cho đúng cái truyền thống là ở đấy mình có sự nghiệp rồi thì bây giờ là cưới vợ, và cưới đúng một người Ba Lan. Thế là đúng cái mục đích mà ông ấy cũng đề ra rồi. Câu chuyện nó thực ra thì khá là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả.
nếu nếu các bạn có thể lọc ra được các chi tiết không cần thiết ấy, thì thực ra câu chuyện nó rất dễ đọc đấy và đơn giản như mình nói. Với cả là nó thể hiện khắc họa rất rõ về cái cuộc sống, về cái mơ ước Mỹ này, ước mơ Mỹ này, về cái cuộc sống của con người, cái hệ thống giá trị việc làm ở Mỹ như thế nào, thông qua chính cái hai người vô cùng khác nhau này. Một người thì có sẵn gia sản thừa kế rồi, và một người thì phải đấu tranh lên từ con số 0 để có thể đạt được cái ước mơ của mình, cái tham vọng của mình. Có lẽ đó là những gì mình có thể nói về cuốn Hai số phận này. Mình về cái giá trị gọi là văn học, về những cái điểm sáng về mặt văn học, ý nghĩa nhân văn gì đó thì rõ ràng là không có. Nó không có cái gì về cái xuất sắc về mảng đấy cả. Nhưng mà cái cách tác giả có thể xây dựng được một câu chuyện như vậy thì khá là tốt. Đương nhiên là với việc có quá nhiều tình tiết như thế thì dẫn đến việc là chúng ta sẽ càng muốn biết tiếp. Thì đó là cái cách tác giả xây dựng được cái câu chuyện mà có đủ cái sự hồi hộp để giữ chân người đọc, để không khiến chúng ta mới còn đọc vài trang đầu và đã bỏ đi đâu, mà cứ phải cố gắng đọc tiếp mặc dù nó quá dài. Mình có chưa nói đến cái cuộc gặp cuối cùng của Ken và Abel vào cái phần thứ 6 ấy, cái phần mà cái cuộc đấu tranh dữ dội nhất của họ ấy, thì đó là cái lúc mà hai người gặp nhau và họ cũng nhận ra được cái sự, cái mối quan hệ của họ là như thế nào, cái bí mật của họ là gì. Cái nó mặc dù là mình cũng đoán được, nhưng mà đương nhiên là cái cảnh cuối cùng đấy nó cũng thể hiện ra được rất là, nó cũng gây ra được cái tác động về mặt cảm xúc lên người đọc ấy. Cái cách mà tác giả miêu tả được cái cảnh hai người đấy gặp nhau, mà họ thực ra cũng gặp theo kiểu mình cũng không biết là họ có nhận ra được nhau không. Ngoài ra còn có một chi tiết nữa mình muốn nói đến, đó chính là cái vòng bạc. Thì Abel ở trong phần 1 là có rất nhiều sự việc xảy ra khiến cho Abel có một cái vòng bạc ấy, và từ cái vòng bạc đấy là chính là cái điểm mấu chốt để về sau William nhận ra Abel. Và đó là đến cuối cùng khi mà William sẽ nhận ra được tất cả các cuộc gặp của họ là có ý nghĩa như thế nào. Thế thì cũng có hơi buồn một chút là mọi thứ có thể đã quá muộn, thế nhưng thôi thì ít nhất thì họ cũng biết được chuyện trước khi chạo chết là được rồi. Vì vậy mà mình có thể recommend cuốn sách này được. Nó cũng không phải đến mức là chán quá gì đâu, và nó không phải tâm lý nữa. Thế nên là đây là một cuốn sách mà các bạn có thể dễ dàng đọc được cũng nhanh ý. Nó cũng không phải là lâu la gì đâu. Và hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về Hai số phận nếu các bạn đã có đọc cuốn sách này rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye.